rất quyến rũ và nhảy rất đẹp. Xin mời cả ba hot girl quay lại đây. Nào cùng đứng ở đây. Hôm nay thì xin mời tất cả các anh chị em ở đây sẽ cùng làm ban giám khảo để chấm thi được không ạ? Đây em hãy đứng lùi ra đây một chút. Và bây giờ nhá, tất cả chúng ta sẽ cùng bình chọn ra, chúng ta sẽ làm ban giám khảo để chọn ra thí sinh nhảy đẹp nhất đêm nay. Mắt số sẽ là em áo đen sẽ là số 1, áo đỏ số 2 và áo vàng số 3 đúng không ạ? Và bây giờ thì anh chị em khuyến cáo